Trung Quốc không được mời tham dự hội nghị chính sách giữa Liên minh châu Âu EU và các quốc gia tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tại Thụy Điển vào ngày mai. Tờ South China Morning Post ngày 12 tháng 5 đưa tin, 60 bộ trưởng từ các quốc gia thành viên EU cùng các quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ có mặt tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển để tham dự một hội nghị chính sách do EU khởi xướng. Tuy nhiên, Trung Quốc, một trong những quốc gia chủ chốt và có ảnh hưởng lớn tới khu vực, lại không được mời tham dự hội nghị lần này. Khi được hỏi lý do Trung Quốc vắng mặt tại hội nghị tại Stockholm, một quan chức cấp cao của EU cho biết Bắc Kinh chưa bao giờ tham gia vào các đối thoại cùng các đối tác trong khuôn khổ chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo South China Morning Post, Đài Loan cũng không được mời tham dự hội nghị này do EU tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Trong hội nghị diễn ra vào ngày mai, các bộ trưởng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, ảnh hưởng lớn tới tình hình quốc tế trong thời gian gần đây. Chiến sự tại Ukraine, tình hình Biển Đông, an ninh ở eo biển Đài Loan được cho là những chủ đề chính được các đại biểu thảo luận trong khuôn khổ hội nghị. Theo một quan chức ngoại giao của EU, các chủ đề sẽ được thảo luận linh hoạt, nhằm đảm bảo rằng các đại biểu đến từ châu Á và châu Phi quay trở lại hội nghị vào năm tới. Trước đó, trong phát biểu hôm 11 tháng 5, quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell cho biết mục tiêu của hội nghị lần này là tìm kiếm giải pháp trong việc chung sống hòa bình với sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một siêu cường mới của thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.